đây. Theo luôn. Mẹ làm tóc dài á? Ừ. Tại sao mẹ biết làm tóc dài? Biết. Ai chỉ? Bồ ngoại chỉ à? Ừ. Mẹ lấy mấy cái màu trắng này cho cái gì vậy? Để vô mặt á. Để đồ nghề, đồ nghề. Oh my god. Oh my god. Chỉ mỏng thôi. Bữa trước mẹ accident mẹ dùng mấy cái đó. Ừ. Wow, nó tóc dài. Đúng cái dài đâu chưa, để mình cắt mẻ mỏng nữa. Nhất nè. Bấm mỏng. Đó, nhìn thấy mẹ đẹp không? No. Đó, nó còn dày dày chút nữa. Bấm chút xíu nữa. Sau đây. Mình phủ xuống đó. Nói nghe là vậy đó. Làm mở cái gì vậy? Làm thế nào? Cười coi. What? What happened? Okay. Gấp lên. Nè. Đứng cao quá à. Wow, đẹp chưa? Nè.
Lát nữa nó cứng rồi. Cái này không có cứng. Cái này cứng rồi. Yes. Rồi kẹp cái này là dưỡng. Để cho nó vậy hả? Ừ, nó nằm nằm bên bên này nè. Nhìn coi. Ok. Nó cái máy nằm bên bên chưa? Về. Ừ. Ngắn chưa? Nhìn coi. Đừng có chơi nữa, rớt cái nữa tao mới bóp đó, thấy không? Ok không? Đẹp không? Đó, ngắn ngắn là đó, để máy nghiêng quên, đó. Nhìn vô coi, đẹp không? Chứ có mặt nó láng như một mẹ không có láng gì đâu. Ui chà, nè, thấy không? Cái máy xương, đó, tên tôi đẹp không? Nó còn dày không? Quá đẹp. Xem có được không? Cái bò sao nữa không mà thôi. Bướm kia cắt ngắn mà. Đó hả? Cắt đi. Thôi, nó giỡn thôi. Cắt. Không không làm được. Nên làm gì vậy? Thử thôi. No. No thôi. No thôi. Được cái ta cắt Rồi. Mở tên. Mở tên vũ ra. Sữa thơm chưa mẹ? Chưa. Sữa mẹ.